Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu touring cao cấp nhất của dòng Meridia. Đó là dòng Meridia X-Looper 600. Thì trước đây em có về một chiếc Meridia X-Looper 500 rồi. Đây là một phiên bản cao cấp nhất thời điểm hiện tại của dòng touring Meridia X-Looper 600 với cấu hình rất là khủng đó nhá. Full một group DOG và vành cặp bạc đạn của Bottega. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết tổng thể xe. Vâng, thì trước đây em có review qua về cái dòng X-Looper của dòng Meridia rồi. Thì thời điểm hiện tại thì đây cũng là một mẫu Meridia cao cấp nhất của dòng touring. Khi đánh giá trên chắc website của chính hãng của dòng Meridia. Xe làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ 6061. Một là một hợp kim nhẹ nhất so với những dòng nhôm làm cho dòng xe đạp cao cấp. Phiên bản X-Looper 500 màu trắng, những điểm đỏ trên điểm nhấn trên khung xe, khung nhôm cũng nhá. Tổng thể em xem đánh giá khoảng tầm 90% xe còn rất là mới và đẹp. Thì tất cả website trên chính hãng của dòng Meridia hiện tại thì chỉ có dòng Meridia X-Looper 500 thôi, đời 500 thôi. Nhưng mà đây là một chiếc Meridia xuất Âu, là dòng Meridia 600, đời cao cấp nhất của dòng touring Meridia. Bác ở trên mạng để tham khảo thêm về dòng Meridia X-Looper này. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì chỉ có dòng Meridia X-Looper 500 bán trên website chính hãng của dòng Meridia thôi. Còn dòng 600 này thì hiện tại em chưa thấy ở một phiên bản bên đại lý Việt Nam. Màu trắng rất là nhã lắm nhá. Tổng thể xe em đoán trên 90%, còn rất là đẹp. Đây là website chính hãng của dòng Meridia. Bác nào có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Bên dưới này có một lớp ni lông chống giật xích. Trên khung xe đây là mã số chính hãng của dòng Meridia. Xe có thông số size center bigger size 47, tức là size họ sẽ ép các bác là 1m6 đến 1m7. Dòng touring cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại của Meridia đó là dòng Meridia X-Looper 600. Đây, có thể lên trên mạng để gõ ra cái dòng Meridia này. Rất là cao cấp các bác nhé. Xe được trang bị với cổ gật gù cao cấp. Các bác có thể lưng hạ xuống những cái ghi đông xe sao cho phù hợp với tư thế của người đi, không bị mỏi lưng hay bị cúi xuống nhiều quá. Đây là một con ốc hãm, có thể tháo ra vặn lưới lên để lên xuống cái đầu xe để cho mình tay lái nó vững hơn, hoặc là đi theo đúng cái nhịp của người khom người. Đây là góc độ của xe đây. Đây là ghi đông xe nguyên bản. Các bác có thể tự về điều chỉnh sao cho vừa khung hình hợp với xe. Rất là cao cấp. Xe được trang bị với cấu hình rất là khủng đó nhá. Đây là một mẫu touring cao cấp nhôm siêu nhẹ. Và với bộ trang bị cấu hình rất là khủng đó là bộ Shimano Deore. Đây, Deore là một con sao gần như là chùm cuối của dòng là touring rồi. Trên Acera, Alivio, Tule và Antut. Và trang bị với phanh dầu thủy lực Techo. Phanh dầu thủy lực Techo. Đấy. Tất cả còn rất là mới không nhá. Xem đánh giá tổng thể trên 90%. Với tay phải em là cũng là một bên Shimano cao cấp Deore. Đây ba từng đĩa đây. Simon chính hãng và cũng là trang bị phanh sau cũng là phanh dầu thủy lực của Techo. Tay lắm cao su đúc, cầm rất là êm và chắc tay quá nhá. Cái tư thế dòng xe cao cấp thì dòng Meridia này thường thì có cái cổ gật gù của xe đây. Có thể nhìn rõ đấy. Điều chỉnh rất là dễ dàng sao cho mình phù hợp với cái tư thế ngồi. Đây là một mẫu touring cao cấp nhất hiện tại của dòng Meridia.
càng nhôm, có dòng chữ media màu đỏ rất nổi bật trên xe. Xe được trang bị với cặp vành Vutega, vành bạc đạn nguyên bản chính hãng theo xe. Đây, Mayer vào vành cũng là Vutega chính hãng nguyên bản theo xe các bác nhé. Lốp Baxim, kích thước lốp là 700 x 38 c, lốp còn rất là mới. Đây, bác nhìn cái đường gai và đường rãnh lốp ấy còn rất là mới, gần như là còn nguyên theo xe. Đằng trước thì ở trước xe, khung xe thì có biểu tượng của dòng chữ Merida. Và em xin nhắc lại đây là một mẫu đi mua Merida cao cấp nhất, đó là X-Locker 600, model X-Locker 600. Và hiện tại trong website Việt Nam chỉ bán với cái model X-Locker 500 thôi, chưa có phiên bản X-Locker 600 đâu các bác nhé. Đây là một mẫu xe Merida xuất Âu ở thời điểm hiện tại rất là cao cấp, với bộ nguyên một group rất là khủng, đồ DOR. Gạt đĩa của chính hãng Shimano DOR, đùi đĩa cũng là của Shimano DOR, đùi đĩa trục rỗng đấy, đùi đĩa cao cấp DOR trục rỗng. Một nguyên một group rất là khủng của dòng touring Shimano DOR, củ đề Shimano DOR. Xe được trang bị với 9 tầng lip, 9 tầng lip còn rất là mới. Đây các bác nhìn để nhìn rõ đấy, xích vào lip còn rất là mới các bác nhá. Xe rất là ít đi bên trong cái tấm nhựa của cái sắn lip này, vẫn còn là màu trong suốt nhá. Nếu mà xe qua quá trình sử dụng dài rồi thì nó sẽ ngả màu vàng. Đây xe còn rất là mới, nó mà màu trắng của xe vẫn còn đây. Yên xe gì của Petrolite, một thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng rồi. Đây cọc yên của Petrolite các nhá, yên còn rất là mới. Đằng sau cũng trang bị với cặp vành bạc đạn của Vutega, vành Vutega, vành đĩa một lớp, vành đổ các nhá. Đây, đây là vành đổ, vành đổ, vành đĩa, ngoài vành đĩa đây, của Vutega nguyên bản cho xe. Lốp Maxim chính hãng 700 x 38 c, cụm phanh dầu thủy lực đằng sau đây của Techo. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ chi tiết hoạt động của xe đây, lên lip. Vâng, chuyển động rất là mượt mà các nhá. Nguyên một group full Shimano DOR, bờ cũng rất là khủng, gần như là cùng cuối của dòng touring rồi, cùng lip này rất là mượt mà các bác, xích và lip còn rất là mới, chính hãng của Shimano. Bờ bên từng đĩa này, xuống đĩa và lên đĩa, và chuyển động rất là mượt và hầu như không một lỗ chi tiết nào cả. Đây là một mẫu touring cao cấp nhất của dòng Merida X-Locker 600 ở thời điểm hiện tại. Các bác ở lên trên mạng phải tham khảo thêm về cái dòng Merida X-Locker này. Xe rất là đẹp, em đánh giá trên 90% xe. Và vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Merida X-Locker 600 model cao cấp nhất tại hiện thời hiện tại của dòng Merida. Có giá rất tốt bên em là 10.200.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975709943. Hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, xe được trang bị nguyên một group của DOD rất là khủng đó nhá. Bộ vành là may bạc đạn của Vutega. Xe còn rất là đẹp, còn trên 90%. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên đồ cũ. Đây Kiên đồ cũ, lên YouTube tìm Kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.